lão yên quỷ trở về nhà sau khi cứu được nhị gia thoát khỏi chồn vàng nhập sát. Vừa bước vào nhà, lão đã thấy một người đang ngồi đợi. Đó là một người đàn ông lạ ngoài 30 tuổi. Anh ta vội cầu xin lão yên quỷ ra tay cứu giúp. Lão yên quỷ nói anh ta bình tĩnh ngồi xuống và nói chuyện gì đã xảy ra. Anh ta nói rằng anh ta họ Lý, tên là Lý Đông, sống ở ngôi làng Xuân Quy cách đây 60 dặm. Anh ta muốn nhờ lão yên quỷ giúp về chuyện của mẹ anh ta. Bà ấy đã qua đời hơn một năm trước, Lý Đông vẫn còn buồn khi nhắc đến điều này. Cha mất sớm, mẹ anh ta tần tảo một mình nuôi nấng anh ta, xây dựng gia đình, rồi lại thêm tuổi già bệnh tật. Bà bị liệt trên giường và không thể cử động, tất cả đều phụ thuộc vào con trai và con dâu trong nhà. May mà con dâu rất hiếu thảo, chăm sóc bà cụ rất tốt. Lý Đông đi làm bên ngoài hàng ngày, có khi vài ngày không về nhà, đều nhờ vợ chăm sóc. Nhưng chỉ một năm trước, mẹ Lý Đông bất ngờ đã qua đời, hai vợ chồng khóc đến chết đi sống lại, trên đời này sẽ không còn mẹ nữa. Bà cụ cả đời làm lụng vất vả, chưa hưởng được mấy ngày sung sướng, vậy mà đã ra đi. Đám tang được tổ chức trong sự tiếc thương của gia đình bà lão. Nhưng chỉ hơn một năm sau khi mẹ Lý Đông qua đời, trong một đêm nọ, khi cả hai vợ chồng đang ngủ, bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng bát đĩa trong bếp đổ vỡ. Lý Đông tưởng chuột hay mèo hoang chui vào nên đứng dậy đi vào bếp kiểm tra. Anh ta rất tức giận khi những đĩa thức ăn vốn dĩ đặt trong tủ bếp đã bị hất tung xuống đất. Lý Đông thu dọn bát đĩa rồi trở vào nhà ngủ. Sáng hôm sau dậy đi làm, bữa cơm do vợ chuẩn bị tối hôm trước đã bị đổ nhưng Lý Đông không nói cho vợ biết. Anh ta ra khỏi nhà đi làm, ngay sau đó tiếng hét của anh ta đã khiến người vợ phải vội vàng mặc quần áo chạy ra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lý Đông nói rằng gà vịt trong chuồng đều đã chết hết. Quả đúng là vậy, không một con vật nào còn sống. Lý Đông vội đi làm nên đã nhờ vợ xử lý chuyện ở nhà rồi một mình ra ngoài. Nhưng từ đó về sau, anh luôn cảm thấy có người theo dõi mình sau lưng. Anh ta không thể nhìn thấy ai khi anh ta nhìn lại, điều đó khiến anh ta cảm thấy rùng mình. Đêm đến, khi Lý Đông đang chìm trong giấc ngủ, anh cảm thấy có người đang quan sát mình trên đầu. Anh ta đột ngột mở mắt ra, một bà lão đang đứng trên đầu, đó chính là người mẹ đã khuất của anh ta. Anh ta vội ngồi dậy rồi hét lên nhưng đó chỉ là một giấc mộng. Vợ Lý Đông hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, Lý Đông nói anh đã nằm mơ thấy mẹ đang nhìn mình. Lý Đông cảm thấy mẹ luôn đi theo anh, có lẽ có điều gì đó muốn nói. Anh ta muốn nhờ lão yên quỷ nói với mẹ không phải lo lắng cho anh ta và đừng đi theo anh nữa. Lão yên quỷ đã hiểu ra mọi chuyện, liền theo Lý Đông về nhà anh ta. Câu chuyện về gia đình Lý Đông đã được lan truyền ra xa, dân làng cũng kéo tới nhà anh để xem thực hư như thế nào. Lão yên quỷ nhìn trước nhìn sau nhưng không thấy mẹ của Lý Đông ở đâu. Người dân cũng đang bàn tán xôn xao ở phía sau lão yên quỷ. Nghe được cuộc nói chuyện của họ, Lý Đông không phải là một người con trai hiếu thảo như chính anh ta đã nói. Lão yên quỷ lấy một lý do để đi ra ngoài. Một vài người phụ nữ hàng xóm theo sau lão để xem lão muốn làm gì. Thấy Lý Đông không đi theo, lão yên quỷ hỏi một người phụ nữ về gia đình của Lý Đông. Nghe được lời kể thì lão rất tức giận. Người phụ nữ nói những lời Lý Đông nói đều là bịa đặt. Sau đó lão yên quỷ trở lại vào trong sân, giơ tay giáng cho Lý Đông một cái tát thật mạnh. Lão chỉ trích Lý Đông đã nói dối, nếu Lý Đông không nói sự thật, lão sẽ rời đi ngay lập tức. Thấy Lý Đông không muốn nói, lão yên quỷ liền quay lưng bỏ về. Thấy vậy anh ta vội ngăn lão lại rồi nói ra sự thật. Thì ra vợ chồng Lý Đông không phải đứa con hiếu thảo gì, khi bà lão ốm anh ta đã không quan tâm, không có một bữa ăn tử tế, anh ta nghĩ bà lão là gánh nặng. Hơn một năm trước, người vợ bưng một đĩa thịt cho bà lão, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ độc ác và nói những điều kỳ lạ. Không lâu sau đó, nghe thấy tiếng bà lão kêu lên, Lý Đông tức giận đi tới. Khi mở cửa ra, anh ta đã chết lặng. Bà lão nằm lăn ra đất, hụt hơi, nôn thốc nôn tháo, trên mặt đất còn lộ rõ những vết cào do đau đớn. Mặc dù anh ta không phải đứa con hiếu thảo nhưng khi mẹ qua đời, anh ta cũng không vui vẻ gì. Vợ anh ta không những không đau xót còn nói anh ta mau chôn cất bà lão. Lý Đông không tổ chức tang lễ mà trực tiếp đưa bà lão tới chôn cất ở nghĩa trang. Đó là lý do anh ta sợ bà lão quay trở lại tìm. Khi cả hai đang nói chuyện, lão yên quỷ nhìn thấy một bà lão đang đứng cách đó không xa, đó chính là mẹ của Lý Đông. Lão lại gần và hỏi tại sao bà lại trở lại nơi này. Lý Đông không thấy được bà lão, chỉ thấy lão yên quỷ đang nói chuyện với hư không. Lão yên quỷ nói với bà lão anh ta không thể thấy, lão sẽ chuyển lời giúp bà. Sau khi hai người nói chuyện xong, lão yên quỷ quay lại hỏi Lý Đông về sợi dây chuyền có hình Phật Quan Âm anh ta đang đeo trên cổ. Lý Đông nói trên người có một sợi dây chuyền Quan Âm mà mẹ đã đeo cho anh ta từ nhỏ để hộ mệnh, nhưng chính bây giờ nó đã ngăn không cho bà lão lại gần anh. Lão yên quỷ nói mẹ của anh mất mạng là do vợ của anh đã hạ độc vào trong thức ăn. Trong thâm tâm Lý Đông biết rõ điều này, lão yên quỷ lại nói bà lão biết vợ anh ngoại tình với một người đàn ông khác, những đĩa thức ăn bị bỏ độc rơi vỡ trong đêm hôm ấy chính là bà lão đã làm. Bà ấy muốn bảo vệ anh khỏi người mà anh đầu ấp tay gối, cô ta muốn giết chết anh từ lâu rồi. Thức ăn đổ vỡ anh ta đã cho gà vịt trong nhà ăn, điều đó giải thích tại sao chúng lại chết không còn một con nào. Lý Đông cứ ngỡ mẹ quay lại để hại anh, không ngờ lại là muốn cứu anh. Bà lão đi theo anh để nói với anh phải cẩn thận với vợ của mình. Nói rồi lão yên quỷ quay lưng đi, để lại Lý Đông quỳ ở đó. Anh ta khóc lóc hối hận đã đối xử tệ bạc với mẹ già, để vợ mình hãm hại bà chết trong đau đớn. Còn đối với vợ của anh ta, Lý Đông tự đến cơ quan công an trình báo, cô ta đã bị bắt. Lão yên quỷ thở dài một tiếng, trong lòng cho rằng việc nuôi con để đề phòng tuổi già cũng thật khó lường.